ba bạn đấy, chứ còn không có một cái đồng tiền nào như em đã từng chia sẻ. Đến thậm chí là em còn không có tài khoản ngân hàng, không có tài khoản ngân hàng. Đến lúc mà chị Huỳnh Hồng mời em làm dropy ấy thì có cái mục mà đăng ký tài khoản ngân hàng để công ty trả lương, và cả nhà biết không, em lấy tài khoản của chồng vì em không có tài khoản ngân hàng. Thế chị Huỳnh Hồng mới bảo là ô vậy trả tiền vào tài khoản của chồng à, thế thì chồng thế thì chồng tiêu tiền của mình kiếm được bao nhiêu thì chồng giữ à. Thì em cũng bảo là thôi kệ không sao đâu chị, ở nhà em dùng chung mà. Thì thực sự là mình cũng may mắn là ông xã thì mặc dù là mình ở nhà nuôi con nhưng ông xã rất là tâm lý và cũng không có một cái gì khinh thường mình, nhưng trong thâm tâm thì luôn nghĩ rằng mình phải có một cái công việc gì đó, và ước ao rằng với ba cái con nhỏ của mình này, mình cũng không thể nỡ nào bỏ lỡ tuổi thơ của con được, để con còn 6 tháng mà mình đã đi làm, mình rất là thương con đúng không. Mà bây giờ ở nhà thì không biết là có cái công việc gì, mặc dù là em đang phụ giúp ở trong một cái cửa hàng nhạc cụ của chồng, nhưng em vẫn nghĩ rằng đó là mình đang giúp chồng chứ không phải là một cái công việc mà mình đang tìm kiếm cho tới khi gặp The Robby. Thì khi đã gặp The Robby rồi thì thấy rằng đúng đây là một cái công việc của mình. Nhưng với một cái người mà các anh chị thấy rằng là mình từ 6 năm rồi mình như kiểu là đoạn tuyệt với các cái mối quan hệ xung quanh, chỉ có vì là các anh chị thấy không, cứ 2 năm là em sinh một đứa, thì là trong cái quá trình mang bầu nó đã mất 6 tháng à 9 tháng rồi, sau rồi nó lại chăm cái em bé đó, thì rồi lại mang bầu cái đứa tiếp. Thì trong cái 6 năm đó, từ khi mà em chỉ có ăn và đẻ như chị Hồng đã nói và em đã từng chia sẻ chị ăn, thì là nó như kiểu là đứt đoạn các cái mối quan hệ. Không bao giờ em đi họp lớp từ cấp 3, từ khi mà kể cả từ khi ra trường đó. Rồi là không có bạn bè, cũng không gặp, vì mình đâu có thời gian, ba đứa đâu có thời gian mà đi giao du gì với bạn bè, không có đi đâu cả. Thì khi bạn làm The Robby thấy là cái sản phẩm nó có đây rồi, không phải bỏ vốn này, thì bây giờ mình biết bán cho ai, trong khi đó mình chẳng xung quanh mình chẳng có ai, vì là chính là khi mà cái chỗ cửa hàng em ở ấy thì nó cũng không ở cái chỗ vùng em sinh ra, hay là chỗ vùng ở chỗ chồng em ăn hoạn, mà nó ở một cái chỗ thị trấn mà nó toàn là người lạ, không phải là họ hàng thân thiết gì của mình đó. Thế thì mình làm thế nào? Thì là may là em cũng có ở trong một cái cộng đồng của ở Thế Cương, thì thầy bảo là bây giờ các bạn ấy là phải kết bạn với người lạ và bán hàng cho người lạ. Các bạn bạn hãy kiếm tiền trên mây, hãy kiếm tiền trên mây, tức là bây giờ là phải kiếm tiền trên internet ấy. Thì thầy luôn bảo là online vi bản. Thì hồi lúc trước thầy nói là thầy luôn nói cái câu là online vi bản, thì mình mới bảo thế thì bây giờ mình không có mối quan hệ thì mình phải tìm cách đúng không. Đấy, cái này nó cái khó, nó cái khôn, khi mình muốn thì mình tìm cách. Luôn nhớ cái câu này, khi mình muốn thì tìm cách, thì bắt đầu là mình xây dựng lại profile cá nhân của mình, lúc đấy mới bắt đầu biết làm profile. Còn lúc trước là thực sự là cái Facebook không có một cái gì, có chị Hình Hồng chứng kiến, chị nhắn tin cho mình thì phải một tuần sau mình với thèm trả lời chị, mặc dù biết chị có nhắn tin ấy nhưng mà không mở vào, vì là khi chị nhắn tin là nó có hiện lên cái màn hình ấy, nhưng mà nờ đi không mở vào đọc xem để cho chị thấy rằng là em chưa vẫn chưa đọc tin nhắn của chị đâu, mặc dù là có biết cái nội dung đấy là gì, nhưng một tuần sau mới vào xem rồi mới trả lời một cách quả quyết cho có lệ. Nhưng mà khi mình nhận ra cái giá trị ở Adobe rồi, bắt đầu là mới xây dựng profile cá nhân và mới bắt đầu là một cách nó tử tế, một cái cách nghĩa là chăm chút nó hơn, và xác định rằng đây là một ngôi nhà của mình, đây là một cái cửa hàng, một cái thầy Cương vẫn bảo đấy là một cái cửa hàng của các bạn, một cái ngôi nhà thì các bạn phải cho nó sạch sẽ và ai đi qua cũng muốn ghé vào thăm, ai đi qua cũng muốn ghé vào thăm. Thế thì cái phần này thì xây dựng profile cá nhân đó, như thế nào thì Robby
rất là nhiều, có cái buổi từ những team nhỏ rồi team lớn rồi có cả ở trong cái buổi Kung Fu cũng có rồi, tối thứ tư hàng tuần nào cũng có luôn đó. Thì các chị sẽ, em không đi chuyên sâu vào cái mình xây dựng cái này nhé. Tiếp theo là thế thì bây giờ sang cái tiết mục là bán hàng đó, thì mình bán như thế nào? Thì trước hết là bán hàng là như thế nào, thì chúng ta thường có cái câu, các không biết là các anh chị có biết cái câu mà bán hàng là mình tìm tới nơi mà khách hàng đang có nhu cầu và giải quyết những cái vấn đề của họ. Tức là những khách hàng ở đâu, khách hàng là những cái nơi mà người ta tụ tập lại, mà có những cái người ta gặp những cái vấn đề giống nhau ấy đó. Thì và cái có cái câu nữa là khách hàng ở đâu thì ta xuất hiện ở đó, khách hàng ở đâu thì ta xuất hiện ở đó và giải quyết cái vấn đề của họ. Thế họ gặp cái vấn đề thì ta chính là cái người cung cấp cái giải pháp cho họ. Thì khi em hiểu ra được cái câu này thì em đã áp dụng vào trong cái công trong cái cách làm của mình. Thì đó chính là những cái hội nhóm các anh chị ạ. Như ví dụ như là anh chị có thấy rằng là ví dụ là các bà mẹ bỉm ấy thì thường có những cái hội nhóm không? Vì ở đấy là cái nơi mà người ta trao đổi về những cái kiến thức, trao đổi chăm con, hay là những cái thắc mắc về cái việc nuôi con, ví dụ con em mấy tuần tuổi hay là nọ kia, có những cái vấn đề thì người ta ở đó. Nên nếu các anh chị nào mà đang bán cái mặt hàng đó thì chúng ta nên kết bạn ở những cái hội nhóm đó. Ví dụ như em đây thì tại vì em không bán cái những cái vấn đề cho bà mẹ bỉm sữa, thì em chuyên về cái lọc nước và thiết bị gia dụng, là những cái đồ mặt hàng đắt tiền. Thì nếu mà mình chỉ bán mỗi những cái mối quan hệ xung quanh của mình không thôi, thì họ chỉ dùng, ví dụ như là cái lọc nước không thể ai nào mà mua hai lần, ít khi mà ai mua hai cái lọc nước đúng không? Người ta chỉ mua mỗi một nhà một cái lọc nước là đủ, ví dụ một cây tích hợp nóng lạnh là đủ. Nên thế thì bây giờ mà mình bán hết cho những người xung quanh, người anh em họ hàng hay là bạn bè rồi thì mình bán cho ai nữa? Thế thì mình phải đến những cái nơi mà người ta gọi là mình phải xác định rằng mình phải làm online để nó không giới hạn về không gian. Như hôm qua có một bạn đại lý của mình, ôi chết Huệ ơi, mình cứ đăng cái sản phẩm chiều cao này mà ở trong cái khu vực của bạn đi thì mấy chị em cũng đăng cái sản phẩm đấy, thì họ cười chết, thấy đăng giống nhau mình bảo trời đất, bạn bỏ qua cái làng của bạn đi mà hãy nghĩ rằng là mình bán ở đây là bán hàng trên toàn quốc, thậm chí cả ra nước ngoài nữa cơ mà, cả quốc tế mà. Facebook cả quốc tế người ta dùng mà đúng không? Thì mình đừng có bị khoanh vùng là mỗi cái làng của mình. Sau đó khi đó em đã xác định được rằng em phải bán hàng cho được người lạ mà trên toàn quốc luôn. Vì ở đây là mình không phải giao hàng, không phải lắp đặt gì, mọi việc đã có nhà cung cấp lo rồi, thì mình chỉ là cái người tư vấn cho khách thôi, làm sao khách la đơn hàng. Thì em sẽ chia sẻ cụ thể cái màn hình vào cái line hàng cụ thể của em để cho mọi người dễ hiểu hơn, thì mọi người từ đó cụ thể hóa sang hoặc là áp dụng sang cái line hàng của mình nhé. Mọi người có đồng ý không? Có thể là em chia sẻ về cái cách tìm kiếm lọc nước của em ấy, thì mọi người áp dụng sang cái line hàng của mình. Thì ở đây đây em chia sẻ màn hình để cho mọi người biết nhé. Chia sẻ màn hình mình vừa nói, vừa chia sẻ màn hình thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Khi mà các bạn các anh chị ta xác định được mình chọn cái sản phẩm nào thì mình sẽ biết được khách hàng ở đâu. Ví dụ như là em lấy ví dụ đây, các cái khách hàng các cái nơi mà mình cần xuất hiện đó chính là các cái hội nhóm. Và các cái hội nhóm thì em thường đặt là các cái ao cá này, chính là ao cá. Thì ở đây mình đang có cái mồi câu gì thì mình sẽ đến cái ao cá đó. Ví dụ như em đang bán lọc nước thì em sẽ vào cái ao cá của lọc nước, giống như là các anh chị đang có mồi câu cho cá chuối, cá quả ấy.
mà các anh chị lại cứ đến ao cắm này câu thì nó rất là buồn cười, giống như là em bán lọc nước mà em lại cứ vào các cái hội nhóm của các bà mẹ bỉm sữa để đăng về lọc nước đó, thì nó rất là khó bán cho các cái hội đó đúng không? Mình phải đến đấy đúng cái nơi mà khách hàng cần, thì chính là các cái hội nhóm về lọc nước. À, và em đặt tên nó là ao cá, và mỗi cái sản phẩm như vậy, ví dụ là em sẽ tìm đủ cách là làm sao tìm được 10 cái hội nhóm uy tín nhất đó. Ví dụ như là cái hội nhóm này thì em đặt này, đây 1 2 3 4 5 6, và cái cách này tí em sẽ chỉ cho các anh chị là làm sao để có mình lưu được những cái này. Đó. Đây thì là đây, ví dụ như là đây em bấm vào đây thì là chợ mua bán máy lọc nước. Đó, các anh chị thấy tên của nó không? Đây, nhìn đấy, nhà em cần một máy lọc nước. À, cần khu vực Thái Bình, hàng thanh lý càng tốt. Thì đây là có một cái người đang cần nhu cầu thực sự đúng không? Nó rõ ràng ràng à. Đấy. À, đây các anh chị thấy không? Cần mua máy lọc nước mới, hàng thanh lý lẻ, có bảo hành hai chế độ nóng nguội lạnh. Đấy, anh chị thấy rằng là nó rất là cái có mình tìm thấy cái khách hàng nóng ở đây đúng không ạ? Đấy, hay là ví dụ cái hội hội này nữa này. Hội review này. Đây, lọc nước giá gốc. Đấy, các anh chị cứ vào đây. Ví dụ là thêm cái hội này em hay hay vào đấy. Cũng không có thời gian để nhiều vào hội đâu. Đây, cái hội hội review máy lọc nước và cộng đồng những người sử dụng máy lọc nước. Thì ở đây nó luôn mình tìm sẽ có những cái khách hàng nóng nhé. Ví dụ ở vào trong những cái hội này thì mình làm thế nào, xử lý những cái hội này như thế nào. Ví dụ như nhà em dùng nước giếng đào thì nên dùng lọc nước nào ạ? Mong anh chị em tư vấn. Thì cái này mình cũng nên trả lời không phải cho cái người này, chị cái Kiều An Phương này đâu, mà mình nên comment trả lời ở đây để cho những cái người khác ấy, những cái người khác người ta cũng đọc được cái comment của mình. À, mà người ta thấy rằng là à, cái đứa này nó rất là chuyên nghiệp đi, tức là nó có cái kiến thức về cái sản phẩm này rất hay đi. Thế là người ta sẽ mò vào cái trang Facebook của mình xem. À, mình xong họ bảo ồ đúng là nó là chuyên gia, đúng là nó bán máy lọc nước rồi. Ồ thấy nó cũng đắt hàng ấy nhỉ. Ồ cái sản phẩm của nó nhìn cũng đẹp ấy nhỉ. Đấy, nên là có người người ta sẽ inbox cho mình luôn nhé. Không phải là cái người Kiều An Phương này inbox cho mình đâu nhé, mà chính là cái người khác inbox cho mình. À, em sẽ lấy ví dụ như này, đây ở đây em sẽ chỉ cái trường hợp này vì em đã lưu nó ra ở đây rồi, lưu ra để vì giống như cái sự lại đây em đây ví dụ ở trong cái hội review máy lọc nước này này, ví dụ này cách đây 5 ngày, nhưng mà cái lúc này em gặp cái bài này là mới nha, thì ngày nào em cũng vào kiểm tra. Mình muốn tham khảo và mở đại lý máy lọc nước nóng lạnh, anh em phân phối inbox ạ. Thì cái này thì quá là mình có thể đáp ứng được cái người này đúng không? À, thế thì là mình sẽ comment ở đây. À, trước hết là mình comment. Mình ở đây mọi người, em sẽ cho mọi người xem cái comment của em nó khác với mọi người như thế nào nhé. Mọi người comment inbox mình, inbox. Đấy. À, xong rồi là check in inbox nhá. Cứ inbox inbox. Em không bao giờ em làm như vậy luôn. Inbox inbox inbox. Vì em không bao giờ làm như vậy. Em phải làm khác. Cái comment của em khác để gây cái sự chú ý cho những người khác. Vì các anh chị nếu mà vào đây thì anh chị biết rằng cái sức cạnh tranh của nó rất là nhiều. Vì ai cũng rất là nhiều người vào đây. À, một cái con cá này rất là nhiều người thả mồi câu. Nhưng cái mồi câu của mình làm sao nó phải thơm, nó phải bắt mắt, nó phải ngon, không những cái con cá này đâu mà mình phải phải câu cả những cái con cá khác, thì cái mồi câu của em nó thả như thế nào anh chị nhìn. Em thả như này, đây một cái video em thả là cái video giới thiệu về sản phẩm nóng lạnh của mình, em thả một cái video ở đây rồi nè, hình ảnh này, người nè, đấy em thả khoảng rất là nhiều luôn, chứ không phải là mỗi cứ inbox inbox đâu nhá, em không mấy khi làm như vậy. Đấy em thả này, video bằng chứng hẳn hoi đây, giới thiệu qua về sản phẩm nóng lạnh. Đây là tôi lắp đặt này, đây hình ảnh của tôi này. Đấy, cái này nếu mà anh chị không có hình ảnh của tôi thì lấy hình ảnh của người khác. Đấy, như này, như này, như này.
Xong rồi tiếp nữa là giới thiệu thêm, không phải bỏ vốn nhập hàng, được đào tạo miễn phí, cầm tay chỉ việc, cung cấp công cụ kinh doanh đầy đủ, liên hệ số điện thoại mình đây, lại giới thiệu thêm sản phẩm đây. Tức là cho người ta thấy rằng là mình đang làm cái công việc này thật, có bằng chứng thật. Tôi là có thể giúp ông làm đại lý phân phối thật. Đây, khi mà mình như này, anh chị thấy là cái ông này ông có nói chuyện gì về những cái người này không? Bạn inbox, không biết là người ta có nói chuyện trong inbox không? Nhưng ngay khi ở đây mình đã có cái kết quả rồi. Đây, cái anh này anh đã nói này. Chính cái tác giả này, loại này sao ạ? Người ta đã chú ý đến cái mồi câu của mình rồi đúng không? Đó, bắt đầu là mình lại sẽ inbox cho người ta. Đấy, rất là ấn tượng luôn. Tiếp nhá, không những cái như này luôn, không những cái ông cái tác giả này, cái bài thả câu này của mình này luôn nhá, không những cái ông tác giả này inbox cho mình, mà chính là có một cái người khác nhìn thấy như vậy, tự inbox cho mình qua Zalo, qua cái số Zalo này này, người ta tìm thấy cái số Zalo này này. Bạn ơi bạn, mình muốn làm đại lý phân phối máy lọc nước, nhắn vào Zalo của mình luôn, một cái người khác. Thấy các anh chị thấy không? Mình đừng làm mỗi cái inbox như này nha. Đó, đấy là cái cách của em làm. Không bao giờ em mỗi cái câu cụt ngủ như vậy đâu. Mà em còn phải nghĩ là không phải là câu mỗi cái con cá của anh Trần Ngọc Vũ này đâu. Mà em còn phải câu những cái con cá khác nữa. Sau khi đó, thì bây giờ mình phải xử lý cái gì nhỉ? Có tiếng... Chị Hình Hồng có nhìn thấy em đang chia sẻ màn hình không? Có rồi. À đây, mình lại còn tiếp theo mình làm cái động tác gì nữa. Ví dụ và mình sẽ vào cái trang của anh Trần Ngọc Vũ này này. Đấy là vì là anh đã bảo là loại này giá sao, tức là anh đã chú ý đến mình rồi đó. Thì mình sẽ vào cái trang Facebook của anh ấy để gây ấn tượng thêm với nhau nữa. Mình sẽ like những cái bài của anh. Like những cái bài hoặc là xem xét là anh này làm cái gì. Đây, anh này sẽ làm cửa hàng ga này. Đấy, nhìn thấy không? Cái như này là mình cũng thấy uy tín rồi, mình cũng thể. Vậy bây giờ mình sẽ làm thế nào với anh này? Inbox. Vì khi mà mình nhìn thấy như này thì mình đừng inbox nữa. Anh chị thấy không? Mình phải ở Adobe có cái gọi là data center, tức là người ta mình phải mất tiền mua cái data center, tức là có cái số điện thoại để gọi cho người ta. Thì anh chị nhìn thấy là khi vào đây là mình biết luôn số điện thoại của anh này ở trên đây rồi này, nhìn thấy không? Ở trên cái người ta đã ở trên cái bìa của người ta này, anh này này cung cấp giao này, có số điện thoại ở đây, gọi luôn cho người ta. Anh Vũ ơi, đấy em vừa thấy em nào vậy đây, anh bảo là anh vừa hỏi cái sản phẩm đấy giá sao đấy ạ. Thì em cái cây tích hợp nóng lạnh ấy anh đang muốn làm đại lý phân phối đúng không, thì anh em mình trao đổi nhá, cụ thể nhá. Đấy, gọi luôn. Tự nhiên có phải mua số điện thoại nào đâu, có phải mất tiền để mua cái gì đâu các anh chị, mà mình vẫn có ấy đúng không, mình vẫn có. Đấy là tự nhiên mình có cái khách hàng nóng rồi đấy. Và để làm sao chốt được cái này thì là các anh chị phải xây profile chưa, thể hiện chuyên nghiệp là mình đang bán cái sản phẩm này rất là chuyên gia nhá. Đó thì cái này để quay về cái bài mà xây hiệu thương hiệu cá nhân, hay là đấy cái buổi tối thứ tư đó hàng tuần đó. Thì người ta tin tưởng mình. Và không phải là những cái người lạ này này, người ta không phải là người ta sẽ mua hàng mình ngay ngay đâu. Người ta sẽ còn theo dõi mình. Có những người nhá, em bán được cái máy rửa bát, người ta theo dõi em khoảng nửa năm đấy. Còn có cái nhanh nhất là cái lọc tổng là người ta theo dõi 3 ngày. 3 ngày thì khi mà mình trao đổi với người ta qua online các thứ rồi đấy, thì người ta gặp cái vấn đề, người ta còn đang băn khoăn cái gì, thì các anh chị lại quay lại cái Facebook cá nhân của mình, lại viết một cái bài giải quyết cái vấn đề mà người ta đang còn chưa ra quyết định. Ví dụ như cái anh Ngọc Vũ này, anh bảo cái sản phẩm đấy nó tích hợp nóng lạnh đấy nhìn đẹp ấy, nhưng mà giá nó hơi cao, anh hơi khó bán em ạ. Thế thì mình phải lại quay lại cái Facebook của mình, trước hết là viết một cái bài giải quyết cái vấn đề đó, tức là giải thích làm sao mà giá nó cao mà mình vẫn bán được, lại đưa ra cái bằng chứng này,
Anh ở đây này không phải giá cao đâu mà là người ta cần cái sản phẩm chất lượng, nên là em có nhiều người mua đi. Hình ảnh đây này hôm nay em vừa lắp đặt nên vì nó nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc thế này thế nọ thế kia đó, thì mình giải quyết cái vấn đề đó luôn trên cái Facebook của mình, đồng thời cũng nhắn tin các thứ trao đổi với cái anh này để anh ấy ra quyết định luôn. Các anh chị nha, không biết là các anh chị có hiểu vấn đề không? Để quay lại cái màn hình xem là anh chị comment thế nào nhỉ, rồi lại đi tiếp. Nợ được kim cương gia đình này có em nghe luôn. Rồi anh chị thấy có hiểu cái vấn đề của em à, em ý là cái nội dung em chia sẻ không? Nó thì là ở đây các anh chị đừng nghĩ rằng là đấy có phải là mình cần gì phải mối quan hệ nhiều lắm không, mà mình ngồi nhà làm sao mà phải xây dựng cái profile cho của mình cho nó chất là được, đúng không? Tiếp theo nhá, vậy thì bây giờ ấy, mình bảo là có người lại đặt ra câu hỏi đấy là bà ở nhà, bà Huệ, bà ở nhà bà chăm con, bà mới có thời gian và hội nhóm chúng tôi làm gì, đi làm cái công việc khác, chúng tôi làm gì có thời gian chăm con, có thời gian đâu mà cứ vào những cái hội nhóm suốt ngày rình rập như vậy, làm gì có thời gian, tôi còn phải đi làm hành chính này, hôm tối về cơm nước con hết giờ, đấy là bà rảnh. Cũng không phải mất nhiều thời gian đâu, vì đúng là khi mà mình làm thì mình luôn có cái cách, chỉ cần muốn hay không mà thôi, và cứ làm thì mình sẽ tìm ra được cái cách hay, giống như các anh chị là cứ đi đi thì các anh chị sẽ tìm ra được cái con đường mà phù hợp với mình, cái cách mà làm với mình. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cái cách mà các anh chị tiết kiệm thời gian để làm cái hội nhóm này. Các anh chị có hào hứng không? Tiết kiệm không mất nhiều thời gian, không mất nhiều thời gian nhé. Đó, thì mình sẽ chia sẻ màn hình tiếp. Thì ở đây các anh chị nhìn này, em đang dùng iPhone. Nên là em vì các anh chị biết đâu, em đến bây giờ là chưa biết dùng máy tính đâu, em chưa biết dùng máy tính, và đã sẽ đặt mục tiêu là đến tháng ngày đầu tháng này là em sẽ mua một cái máy tính để dùng, và em dùng hoàn toàn bằng điện thoại. Nhưng mà khi mà cái khó thì nó cũng sẽ ló cái khôn á, thì là như ví dụ dùng máy tính thì nó sẽ có Excel hay gì đó để lưu những cái gì, những cái tệp hay cái gì to to, đúng không? Nhưng mà khi em dùng điện thoại thì em phát hiện ra mình cũng có cái cách mà không cần phải dùng máy tính mình cũng có thể lưu được. Thì đó chính là cái công cụ là cái app ghi chú này. Anh chị đã dùng cái app ghi chú này chưa? Cái app ghi chú thì không phải là iPhone có cái app này đâu, cái này là mình tải lên đấy. Thì nó có tiếng Anh là Note, N-O-T đấy, Note đấy. Có ai, các anh chị có thể comment cái chữ tiếng Anh đấy, nên có thể là những anh chị nào không biết tiếng Anh thì có thể viết được. Một là các anh chị gõ trên cái CH Play hoặc App Store là chữ ghi chú, hoặc là chữ Note theo tiếng Anh, hoặc là chữ Note đấy, theo đọc theo đúng phiên âm tiếng Việt. Thì chúng ta dùng cái này để giúp chúng ta làm những cái này nhé, giúp chúng ta làm những cái này đó. Đây ví dụ cái app này, thì trong cái này nó cũng là cái nơi mà để nó giống như là cái tủ quần áo mà em bé. Cái này chính là cái áp dụng mà cái trong cuộc sống của em ra, mà em dùng trong cái công việc của mình. Anh chị thấy là nếu mà các chị nhà nào cũng có cái tủ nhựa mà để quần áo cho các em bé rất là tiện, đúng không? Anh chị thấy không? Ví dụ là ngăn thì mình để khăn sữa cho con, ngăn thì mình để tất cho con, ngăn thì mình để quần cho con, đúng không? Quần hay áo gì đó. Đó, thì mình lấy nó dễ, thì cái nốt này nó cũng chính là giống như một cái tủ để mình có thể sắp xếp cái chỗ nào ra chỗ đấy để nó rất là ngăn nắp. Thì đây các anh chị thấy rằng ví dụ như lọc nước là em cho vào một cái ngăn tủ ở trong cái ghi chú này, cái ao cá ví dụ máy ép này là em cho vào một cái ngăn tủ này đấy. Ví dụ ai còn nợ cứ cho vào một ngăn tủ đấy. Ví dụ như là
Còn có cả ví dụ như là đối tác tiềm năng, ví dụ những cái người này hàng ngày là em cần phải like bài là các thứ là em nhắm đến cái này giống như kiểu là em danh sách khách hàng ấy, các chị ghi bằng tay ấy, thì em lại ghi bằng 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 trên cái này đó, đấy là em cũng ghi bằng đây anh chị là danh sách khách hàng của em này. Đấy em cũng đánh dấu thứ tự là ngày nào em cũng phải vào tương tác với người ta, em còn ghi chú này, ví dụ như là cái người này em còn ghi chú được ở trên này này, đã làm CV, hay là cái người này là cửa sổ vàng, sống ở Thái Bình đó, em còn ghi chú được. Còn phân biệt đấy, đây là danh sách khách hàng của em dùng ở đây. Thế thì mình làm cái nốt các anh chị tải về được chưa, tải về máy, và mình sẽ sử dụng cái nốt như thế nào thì em sẽ hướng dẫn các anh chị nhé. Thì vì khi vào cái hội nhóm này, ví dụ như là hội review máy lọc nước đây, mình tìm được các cái nhóm hội nhóm rồi đó, thì bây giờ mình cho nó vào cái tủ thế nào, làm cách nào để cho nó vào cái tủ đúng không? Thì các anh chị khi vào vào tham gia rồi đó, thì các anh chị bấm vào cái chữ mời này đấy, bấm vào cái chữ mời, nhìn thấy không, mình đã tham gia mình bấm vào cái chữ mời, thì ở đây nó có chữ chia sẻ nhóm, nó có cái mũi tên này này, mình bấm vào cái chữ chia sẻ nhóm, các anh chị cứ nhìn đi nhã nha, rồi em sẽ dừng cho các anh chị thao tác. Thế mình sao chép cái liên kết ở đây đó, xong rồi mình vào cái nhóm, vào cái phần ghi chú này này, mình viết này đấy, ví dụ như là lọc nước, ví dụ mình ghi là ao cá lọc nước, ao cá lọc nước đấy, xong rồi mình đánh số tự thử số tự tự cái nhóm này là cái nhóm một đầu tiên, mình dán nó vào đây là xong. Và mình sẽ dán từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái hội nhóm này đúng không? Đấy vì cái này em có rồi. Và nó cái này nó còn giúp cả các anh chị cả trong cái việc ví dụ là các cái hội nhóm ngày trước là ở trên Dropbee ấy, nó chưa có cái app, nó chưa tích hợp các cái hội nhóm của các cái nhà cung cấp vào ấy, thì nó rất rối, không biết là mình đã từng tham gia cái nhóm nào và tên nó là gì, khi cần ai đội nhóm hỏi cái nhóm ra Huệ ơi em có cái nhóm Zalo của cái nhà cung cấp đấy không, thì bắt đầu với chạy toán loạn đi hỏi ấy, đúng không, thì không biết là thế nào, vì em cũng không thể nào là kinh doanh hết bằng đấy nhóm được. Mà lúc nào cũng không phải là có mặt ở trong bằng đấy cái nhóm được, thì bây giờ mình cũng có thể giúp đồng đội của mình bằng cách lưu trữ, chỉ cần cái link Zalo của các cái nhóm đấy ra thôi. Đấy, ví dụ như là thời trước em có lưu lưu ra nhưng mà để đâu ấy nhỉ? Đây ví dụ như là đấy đấy, mình có thể lưu ra giống y như vừa xong đấy, lưu cái link Zalo ra đây thôi đấy. Còn ở đây cái gì nãy để khi là các anh chị có hiểu không nhỉ? Tiếp theo em còn viết cả về ví dụ như là cái ao cá tuyển dụng đi, đây đây này. Tuyển dụng cũng là một cái bán hàng nhé. Em tìm xem đây bài viết tuyển dụng, bài viết tuyển dụng, ao cá tuyển dụng đây, ao cá tuyển dụng thì đây chính là một cái mà gọi là data center không đồng đây này, dùng data center không đồng thì cái tuyển dụng này nó dễ tìm lắm luôn, nên chỉ cần gõ là gì nhỉ, kinh doanh online, hay là quan trọng nhất là cái từ khóa để các anh chị vào tìm vào ta các cái hội nhóm này này, ví dụ là mẹ bỉm kinh doanh online, hay là tìm kiếm việc làm thêm, những cái từ từ đấy các anh chị gõ ra và nó sẽ ra rất là nhiều những cái hội nhóm này, và mình sẽ kiểm tra xem là những cái hội nhóm nào uy tín đấy và ý là tiềm năng, thì mình tham gia 10 hội nhóm đó. Thì các anh chị nếu mà các anh chị bắt đầu chưa tìm thì mình cứ thấy là những cái nhóm nào mình kiểm tra bằng cái cách thông thường vào xem, mình tự đánh giá rồi thấy nó ok thì mình vào, và nếu sau này nó không ok thì mình lại xóa đi để mình thay sang cái nhóm khác. Thì các anh chị thực ra thì bảo là 10 nhóm thì thôi, em nghĩ rằng anh chị chỉ cần 5 nhóm là ok đó, là dùng cũng thoải mái phết rồi. Ví dụ cái hội nhóm đây này, em hay dùng, em hay cũng hay vào cái nhóm này lâu lâu rồi chưa vào này, mà chính ở cái hội nhóm này là em đã tìm được
Điều một đại lý đó. Tìm đối tác kinh doanh cần hợp tác kinh doanh. Đây, ví dụ. Đây này, các anh chị nhìn thấy không? Nguyễn Băng Như, mình đang có 300 triệu cần kiếm sản phẩm kinh doanh lâu dài. Nhưng mà thực ra là cái con này nó, em nghĩ rằng nó điêu á. Nhưng mà không sao. Mình vẫn trả lời. Trả lời như vừa xong em trả lời đó. Thì là mình đừng có trả lời inbox nha. Inbox, em ghét nhất cái kiểu như vậy. Em không, nếu mà ai mà bảo như vậy em chẳng bao giờ em inbox. Thì nó không thu hút. Cái mùi câu này nó có thơm tho gì đâu mà thu hút được ai. Mình phải trả lời là à, đây, trả lời như thế nào. Thì đừng ngồi bắt đầu lúc đấy viết bắt đầu ngồi viết thì còn chán mới xong à. Trời ơi, các anh chị phải viết sẵn ra một cái đi. Đấy, chính là dùng cái này này. Dùng cái này dán vào. Đây, cái này em cũng đã viết sẵn ra được. Đây này, em viết là bài viết tuyển dụng đây này, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Viết. Em đã lưu nó sẵn ở đây. Thì bây giờ chỉ cần copy nó ở đây thôi. Copy nó vào. Sao chép? Quay sang cái nhóm đấy. Đây, dán nó vào đây. Nhanh không anh chị? Đây, ví dụ bây giờ nó lên 3.000 rồi. 3.000 sản phẩm rồi. Đây, dán nó vào đây. Thì không phải là cho mỗi cái này đâu. Cái bà Nguyễn Băng Như này là chắc là bà ấy cũng đang tuyển người ấy. Nhưng không phải là đâu. Nhưng mà bà viết cái này là để mồi câu đấy, anh chị hiểu không? Thì mình viết vào đây là nếu bà này inbox cho mình thì được, ok, không vấn đề gì. Nhưng mình còn cái mục đích là mình dành cho những cái người mà cứ nói là inbox ở đây này, những cái người mà họ cũng đang tìm kiếm cái công việc khác ấy đấy, mà cũng đừng làm như robot như này nhá. Em thấy thật sự là làm như robot như này nó không ấy đâu. Em nhìn thấy mọi người cứ hay thả cái kiểu như robot này, đừng ấy như robot như vậy, nó không ấy gì. Mà mình hãy làm bằng cái chính cái cảm xúc của mình. Viết không hay được anh chị nhá, không hay được. Nhưng em thấy là cứ cái gì có cái cảm xúc ấy thì thực sự là nó thu hút, thực sự luôn. Vì cái lúc đấy là mình muốn nên là mình trải chuốt cho cái bài viết của mình có cái cảm xúc, nó không hay thôi. Nhưng cái này chính là cái luật hấp dẫn anh chị nhá. Mình cái hấp dẫn của mình khao khát đủ lớn ấy, thì tự mình nó thu hút lại. Còn các anh chị mà hời hợt đi cop rồi như là biến thành robot, cái kiểu thả ninh affinate các thứ, nó không hiệu quả mấy đâu. Nên là mình phải có cái cảm xúc và khát khao thực sự là mình có muốn chốt được những cái kèo này không. Đây, mình cái thứ nhất là mình bảo cái băng tâm này. Đây, xem có thật là uy tín không. Đây, nhìn thấy không? Thấy không? Facebook chả có uy tín tí nào. Đây là một cái con gọi là nó gọi là stinh, gọi là đăng cái như này để nó lại kiểu là như là thuê ấy. Như người nào thuê nó đăng bài để trả tiền ấy. Nếu không phải là nó như này đâu, nên mình đừng mất công để mình vào kiểm tra. Như ví dụ Nguyễn Băng Như này thì chẳng cần phải inbox cho nó nữa đâu. Mà đây mà mình đang muốn là những cái người khác ấy. Đấy, anh chị thấy không? Mình sẽ kiểm tra được cái người này là có thực sự là có nhu cầu đấy không. Và mình xem là có cách nào để liên lạc với con Nguyễn Băng Như này không. Ví dụ như là nó có số điện thoại không, như cái anh vừa nãy ở bên Lọc Nước á, có số điện thoại không thì gọi. Chứ còn nếu mà như cái Facebook vừa xong thì thôi, cũng chẳng cần phải inbox luôn các anh chị nhé. Đó, và mỗi cái hội nhóm thì nó có những cái cách làm hiệu quả khác nhau các anh chị nhé. Đó, ví dụ như hồi trước em từng thử làm em thử làm cái hội nhóm, ví dụ là hồi trước ở bên mình hay cái bán cái sinh lý nam mà kéo dài quan hệ ấy, các anh chị biết không? Thử ấy, thì em vào những cái hội hội nào rất là buồn cười. Rất là buồn cười để em chia sẻ cho các anh chị. Hình như là em không biết là còn rồi em, hay là em xóa mất đi rồi. Sinh lý nam đây nhỉ? À đây, sinh lý nam đây, sinh lý nam nữ này này, nhìn thấy không? À, cái sinh lý nam này và các cái hội nhóm. Thì là thực sự là cái mặt hàng này nhá, cũng có thể bán nhá, rất là dễ bán đấy. Nhưng mà tại vì mọi người ít làm thôi. Và em thấy là
Em cũng không có thời gian để làm cái này, chứ còn em mà chỉ cần thả một cái cái comment thôi mà trời đất ơi, họ inbox cho em không biết là bao nhiêu mà inbox thực sự luôn đấy, là người ta có vấn đề vì cái này là tế nhị mà người ta không dám công khai đây, ví dụ là cách yếu sinh lý xuất tinh sớm luôn đấy đấy, các anh chị thấy không? Thì em không bao giờ em cứ nói inbox đâu, mà có thể là mà ví dụ là em hay thả về này, hi hi hi, chồng em đã từng như vậy, ví dụ vậy, đã từng như vậy, nhưng giờ em đang hưởng đang nhưng giờ em đang hưởng thành quả rồi, đang hưởng thành quả rồi. Các anh chị tin là em chỉ cần thả một cái comment như vậy thôi, thì lúc nào cũng có người inbox cho em, thậm chí có ngày 10 người thì em mà em không muốn trả lời luôn. Đấy, nếu còn đa số mọi người cứ thả cái comment là xỉn xú nha, rồi cái này rồi inbox cái này nha, mình không bao giờ mình như vậy. Và cái chị đây này không tin vào, em mở cái tin nhắn chờ cho em không muốn trả lời luôn. Và các anh chị này khi mà làm như vậy, các anh chị thường xuyên kiểm tra tin nhắn chờ nhé, và tin nhắn spam chờ đất ơi, có những lần em làm cái này mà em quên không kiểm tra tin nhắn chờ, bao nhiêu là người inbox về hỏi về cái máy chậm của em mà em không biết, bao nhiêu người hỏi về máy lọc nước hay là này mà em không biết, vì nó cứ vào cái phần mục spam ấy và mục tin nhắn chờ ấy, anh chị biết không? Đây đây này, từ đời thuở nào đến giờ mà em cũng không biết. Chị ơi, chỉ cách giúp em để con tăng đề kháng khỏe. Em cũng biết đâu, suốt từ năm tháng 4, 23 tháng 4 thì em không kiểm tra tin nhắn chờ. Đấy, anh chị thấy không? Đây, ví dụ như là đây, cái hàng này. Nó cũng bảo, dạ xin phép được điều trị rối loạn cương dương. Đấy, em có biết đâu? Đấy, chính là cái tin nhắn chờ hoặc tin nhắn spam này. Đây. Đây, đây mà em cũng không biết này. Chị ơi, chị tuyển thợ lọc nước à? Ôi trời ơi, toàn mình toàn có bỏ qua cái tin nhắn spam và tin nhắn chờ ấy. Em không biết luôn. Đấy. Đây này, mà em cũng không biết luôn này. Rồi đến khi mình xem lại. Tiếc ơi là tiếc, mình có máy to cần mua thêm máy mini để rửa bình sữa, có loại nào tiệt trùng UV mà giá giới thiệu không? Cái này là cái người máy rửa bát ấy. Anh chị thấy không? Đây, 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 tin nhắn này. Inbox bạn có cách trị xuất tinh sớm à? Em gì thế? Đây, có người còn gọi. Này, cái này em cũng bỏ lỡ suốt từ tháng 8. Máy ép giá bao nhiêu bạn? Em chị thấy không? Tiềm năng nhiều không? Rồi. Chị có nguồn gia dụng à chị? Alo, chị có nguồn gia dụng à chị? Ôi dồi ôi, suốt từ đời thuở nào đến giờ đăng, mà có những cái bài mình đăng từ đời tắm quánh nào, hoặc là cái inbox đấy mình thả vào cái bài của họ từ đời tắm quánh nào luôn đi nha các anh chị nhá, mà khoảng nửa năm sau cũng có người vẫn còn inbox cho mình không biết luôn á. Tại vì nó cứ vào cái tin nhắn chờ và tin nhắn spam này, tin nhắn chờ và tin mà vì mình không không kiểm tra ấy. Nên là khi mà các anh chị làm cái này thì các anh chị hãy vào cái mục đấy, đấy xin máy em cu chèn tụi em, khi em vào em cứ ngơ ngẩn luôn đấy. Đây này, máy em này giá bao nhiêu bạn? Nên chị thấy rằng nó có nhiều không, trời ơi nhiều 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 lắm luôn đấy nhỉ. Đây này, mong được đây này, alo ạ, em muốn tìm hiểu về đại lý mặt hàng thời trang nam ạ, mong được hợp tác. Trời, nó đến nó nhiều 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 kinh khủng mà mình không có thể xảy ra. Đấy, bây giờ dừng để cho các anh chị có thể là bây giờ các anh chị có thể thực hành cái phần tải app nhá, tải app nốt để ghi chú các anh chị đã tải chưa và thử làm chưa, các anh chị comment em xem nào, chị xin bài viết nhé, kích gì đi. Chị Phương Nết, chị Phương Nết này rất là nổi tiếng, sao hôm nay thì vào Zoom này được nhỉ, cái Zoom này bé bé mà sao chị có thể có chị Phương Nết, hình như là chị Phương Nết là cái người bán hàng cũng rất là thần thánh không đúng không,
Wellness. Cái nhóm này thì các anh chị làm chỉ cần là 5 nhóm chất lượng, là cứ mỗi ngày vào kiểm tra nhóm đấy là xem hôm nay là có cái con cá nào đang cần ăn mồi không là vào nhé, là nó cũng không mất thời gian đúng không? À, các anh chị có comment gì không? Các anh chị thử bây giờ thử thực hành đi nhá. Mình tải, các anh chị nào tải được app chưa? Ta app ghi chú hoặc nốt lên mình comment số 1, và mình hãy thực hành là lưu cái gì mình muốn vào trong cái app đó, ví dụ là các cái link hội nhóm vào trong đó, và mình tự đặt tên theo cái ý muốn của mình nhé. Anh chị làm đi, còn anh chị nào chưa làm được thì lại comment lên đây. Có mấy giờ rồi? Chết, mấy giờ rồi để con đi học. Mấy giờ rồi nhỉ? 6:20 rồi. 6:20 rồi. Đấy. Đấy, cũng cũng sắp đến giờ. Em phải gọi thằng. Còn thì các anh chị tranh thủ đi đến 6:30 nhé. Ngày hôm qua nó cứ gặn là mẹ phải gọi con sớm rồi đấy. Thì cái này thì nếu mà anh chị chưa được thì mình lại có thể bổ sung buổi hôm sau, và anh chị có thể feedback cái kết quả ngày hôm sau nhá, được không? Đấy thì khi mà các anh chị phân loại các cái hội nhóm là vậy, mình không bị rối. À, nhiều người cũng cũng bảo là hồi trước là bảo chữ cũng tham gia hội nhóm nhưng mà rất khi ít khi thực hành, vì là tham gia hội nhóm rồi không nhớ tên hội nhóm đấy là gì, không nhớ tên là mình đã tham gia cái gì để mà vào kiểm tra, không nhớ tên là mình vào bao nhiêu hội bỉm sữa cũng chẳng vào rồi đấy, nhưng không nhớ, không biết mặt mũi nó luôn, vào xong rồi không không nhớ tên mặt mũi nó luôn. À, thì là các anh chị là phải biết dùng cái nốt đấy để mình sử dụng cho nó hiệu quả, nó để nó không mất thời gian và nó không bị rối não đó, các anh chị hiểu không? À, ở đây có bác Quang Lan này, bác không biết là bác bán mặt hàng gì, thì nó có rất là cái nhiều cái hội nhóm trung niên đấy, tâm sự người cao tuổi rồi hội người trung niên hay gì trung niên sống khỏe. À, bác Quan Mang, không biết là bác Quan Mang có hôm nay nhìn lần đầu tiên rồi đi gặp bác này, xin gửi lời chào tới bác nhé. Bác có thể bật mic được ạ? Bác chưa bật mic À, chú ạ. mới vào thôi, mới tham gia được có mấy ngày. À thế ạ. À, vâng. Vậy thì nhiều người thì bảo là trẻ thì giỏi công nghệ, đúng là trẻ thì có lợi thế về công nghệ, nhưng mà người mà có tuổi cũng có lợi thế đấy ạ. Thứ nhất là về ý tín, những người cao tuổi là những người lớn lớn tuổi tầm tuổi, ví dụ là có kinh nghiệm sống như bác ấy, chỉ cần nói là người ta không bao giờ người ta nghi ngờ, ít khi người ta nghi ngờ, người ta thấy là đến cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi người ta tin tưởng lắm luôn đấy ạ. Đó nên là bác Quang Lan là tham gia là cũng ở đầu đốc đi là có rất nhiều lợi thế đấy bác nhé. Lợi thế mà cũng có nhiều sản phẩm ở Adobe là lợi thế cho cái lợi thế với cái lứa tuổi của bác ạ. Thì không biết là anh chị có kinh nghiệm quên có thắc mắc gì nữa không ạ? Có thấy rằng là cái cách này mình có thể làm được không cả nhà? Tức là bây giờ vẫn có cái ghi vào cái mục ghi chú cái thao tác còn Làm còn sao chưa ạ? chưa cái thao tác mà đưa những cái đây profile vào trong cái ghi chú mục ghi chú cài đặt rồi đấy nhưng mà chưa biết cách sử dụng. À, không biết là ai là anh chị hướng dẫn, anh chị nào hướng dẫn bác Quang Lan nhỉ? Có hiểu cái cách làm của em không, và có thể chỉ lại cho bác Quang Lan cụ thể chi tiết được không? Đó thì SMG1 của nhài đó. Nhài à, nhài. nhài ơi, chị nhài thì giỏi lắm rồi bác ạ. Thì cái này chị nhài cái ý tưởng của cháu như vậy, và chị nhài sẽ là cái người chị chỉ cụ thể chi tiết cho bác cách làm. À, nhưng mà với cháu nghĩ là có thể bác làm cái này cũng được, mà có thể là bác vì là cái bác có thể làm mới mối quan hệ xung quanh trước vì bác mới vào mà. Đó, thì chắc là bác có nhiều mối quan hệ thì bác có thể làm mối quan hệ xung quanh trước. À, cái này thì chị nhài sẽ hướng dẫn bác ạ, sẽ trò chuyện với bác để đưa ra cái hướng đi cụ thể cho bác trong những bước đi đầu tiên nhé. Và chúc bác thành công ạ. Rồi, cảm ơn cháu.
Thì đó, thì với cái này làm ấy, thì các anh chị là thấy rằng là đó là mình đã giải quyết được cái vấn đề là không mối quan hệ, không biết tìm khách hàng ở đâu rồi, đúng không? Đúng không? Việc của mình là phải am tường về sản phẩm, chuyên nghiệp về cái phong cách, về cái tường Facebook cá nhân của mình, và học những cái bài học về những cái kỹ năng chốt sale nữa là ok, đúng không? Thì tất cả những cái này ở Adobe đã trang bị cho mình, đã có những cái buổi trang bị cho mình rồi, đúng không ạ? Ôi sao chị Phương nét là ở cái nhóm nào nhỉ? Em cứ nhớ nhớ vì cái tên nét này rất là ấn tượng với em, mà gặp rất là nhiều, mà sao hôm nay lại ở đây được nhỉ? Em xin nhờ Zoom ạ. Vì em thấy là chị nét rất hay lên trên Linh luôn, vì cái tên nét ít người á là có, nên là em vẫn nhớ là chị nét rất là nổi tiếng. Rồi. Còn cháu rồi, các chị. Nét chị nét này là tên của chị Thế. À thế à. Vâng, thấy chị nét này rất nổi tiếng. Hôm nay thấy bảo dưới sao lại zoom nó lại có thể để... Hôm trước hình như có đào tạo cái zoom bên chị Quỳnh. Thì chị Quỳnh ở bên chị Thí còn gì nữa. Hôm trước có đào tạo cái zoom mà về nỗi sợ bán hàng đó. Rồi. Bảo hôm nay sao lại có những cái mentor khủng vào đây. Rồi thì cái cả nhà thực hành như nhá, thực hành thì để tạo thành thói quen. Mình không lo sợ gì hết cả, mà bên này mình sợ mình phải nói này, mình phải có cái tâm thế bán hàng này, mình sợ gì? Với các anh chị thấy rằng nào đấy, bây giờ mình có cái số điện thoại của cái người đấy thì mình gọi đi. Mà thực sự là người ta đang có nhu cầu, chứ có phải là spam như kiểu là anh chị có thấy một ngày mình nhận được bao nhiêu cái câu này, anh chị ơi cái gì đầu tư chứng khoán không, người ta có sợ đâu. Mà trong khi đó họ còn không biết là mình có nhu cầu hay không, cứ gọi họ cứ gọi. Trong khi đó đây là mình gọi cái người đó, nếu mà mình tìm được số điện thoại của người đó, chính là mình gọi là người ta đang có nhu cầu thực sự mà. Chị Huân Hà, em thấy chị đang trong cái hội nhóm là đang tìm cái máy lọc nước đó, thì không biết là chị đã tìm được chưa, hoặc đã ai tư vấn cho chị chưa. Thì hôm nay em biết là chị đang có cái nhu cầu đấy, thì em gọi điện để hỗ trợ chị tìm về làm thế nào để chọn được cái máy lọc nước hàng chính hãng. Hàng uy tín hay là chất lượng hàng chính hãng, để mình phải nói là mình giúp chứ, mình nói là em tư vấn để em bán cho chị cái máy lọc nước, mà gọi là mình sẽ nói là mình sẽ hỗ trợ chị làm thế nào để chị chọn được. Chị chọn chưa chắc là ý là nói là giống như là họ có thể mua mình hoặc mua người khác ấy, đúng không? Không nhất thiết là mua mình, đúng không? Thì cách này là em đã bán được này, những cái thứ này, một là lọc tổng, hai là máy rửa bát đấy, em đã bán đấy, ba là robot này, bàn chải đánh răng á, đấy những cái thứ đấy cho người lạ. Đấy, các anh chị thấy không? Không cần phải là mình cứ phải là, nếu mà anh chị mà bán cái mặt hàng giá thấp hơn đấy, thì là nó sẽ dễ hơn á. Nó sẽ dễ hơn đấy, và em tin tưởng là mà cái món quà sáng nay của em đã gần đến thời gian đi em bé đi rồi, là món quà sáng nay của em là như thế. Không biết là các anh chị cảm thấy là nó có hữu ích cho các anh chị trong cái công việc kinh doanh ở Adobe không? Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn Huệ rất là nhiều ha. Biết ơn Huệ đã... Thật ra một buổi chúng ta không cần học nhiều đâu mọi người. Mình chỉ học một hai cái thôi mà chúng ta làm nó mới ra kết quả. Chứ đôi khi chúng ta học rất là nhiều chiêu, có rất là nhiều thứ, nhưng mà không làm thì ngày hôm sau cũng quên. Cho nên một buổi chúng ta không cần phải học nhiều, nhưng mà học ít nhưng mà chúng ta hành. Nha cả nhà.
Cảm ơn Huệ rất là nhiều ha. Một chút xíu thôi là mọi người thấy là mình